cho bà con chiêm ngưỡng cây gì nhỉ? Cây này là cây ngân hạnh đúng không? Ngân hạnh. Đúng rồi, cây ngân hạnh, cây này có tuổi thọ có khi phải độ vài trăm năm mà. Gốc to huỳnh luôn, tán rất là to. Mọi người ở gần công viên thành phố Incheon. Ở đây bà con tập trung rất là đông để mà được xem chiêm ngưỡng cái này. Đây, tiến lại gần gốc cho các bạn xem. Gốc của nó phải to khủng khiếp luôn. Có ít chắc phải chục người ôm may ra mới kiếp chưa? Rồi ra để xem cây này là ba mươi mét, đường kính là 8.6 mét, có tuổi thọ là 800 năm. À kiếp, cây đại cổ thụ. Oh, wow, rất là đẹp. Wow, nó thổi lá bay, tán của nó rất là to luôn các bạn ạ, khủng khiếp luôn. Bà con tập trung đây rất là đông. Đây là mình đã đi xa ra khoảng cách gốc cây cỡ khoảng 30-40 mét rồi mà nhìn tán nó vẫn không thể hết ở trong cái màn hình, khiếp thật đấy, quá là đẹp. Đẹp chưa?